Ok anh em, đây là bạn Vũ, kỹ thuật của bên mình. Vũ là chuyên đánh dạo nha anh em. Đó, Vũ đánh dạo đang xử lý cái xe công vụ của mình. Nó bị kêu bạc đàn. Nó bị kêu bạc đàn. Thật ra là xài xe cũ phải có nghề đúng không em Vũ? À, phải có nghề. Nói chung là mấy cái xe này chả có gì để hư, nhưng mà lâu lâu hắt hơi sổ mũi, những cái gì nó hao mòn. Ví dụ như đây các bạn, tức là ví dụ như mà xe mà mua về dọn để bán á, ví dụ như anh em mà không biết gì về xe đúng không, tới là coi bằng mắt thôi, nhưng mà ở đây đối với Đạt, như chiếc xe này nè, xe này nó kêu bạc đạn đúng không Vũ? Như xe này nè, mình mua của khách xong về, ngoài cái việc mà kiểm tra không đông đụng, không gặp nước là mình phải kiểm tra về vận hành luôn nha anh em. Mình kiểm tra máy móc, bạc đạn các kiểu. Đó bây giờ bạn Vũ có một cái thiết bị rất là hay, mình giới thiệu cho anh em coi. Đây, đây anh em. Đó, cái này để khám bệnh. Khám bệnh cái động cơ nó kêu cái gì. Đó, đó rất là hay. Đây của bạn Vũ. Đấy, là tức là bên mình sẽ ngoài cái phần mà kiểm tra về không đâm đụng, không gặp nước, mình cũng phải tiến hành để mình kiểm tra là xe nó có cái tiếng kêu gì bất thường hay không, nó vận hành như thế nào. Thật ra thì mấy cái xe này thì siêu bền, không có gì để hỏng, nhưng mà có những cái nó hao mòn nha anh em, nó hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng. Ví dụ như Forner 2016 tới bây giờ, như xe này nè, như xe này nè, đó đó. Thật ra thì anh em không biết gì về xe thì thấy nó bình thường, nhưng mà những người mà làm nghề như Đạt á thì sẽ thấy nó bất thường ha. Anh em thấy máy nổ rất là êm đúng không, mình đang đứng gần máy này, máy nổ rất là êm đúng không? Đó thì ví dụ như ngoài việc mà kiểm tra không đâm đụng, không bằng nước ok xong, thì mình mới phát hiện, sau khi mà vệ sinh xong á, mình kiểm tra mình mới phát hiện ra nó cái dây curo nó đang bị trùng. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cái bạc đạn của nó là nó lâu ngày quá rồi nó rơ á, thì lâu lâu thỉnh thoảng nó mới kêu, chứ không phải lúc nào nó cũng kêu hết, không phải lúc nào nó cũng kêu hết. Mà thực ra thì nhiều anh em không biết gì về xe, hoặc là những anh em mà mua về chủ quan, khi mà mua về mang ra gara thì ví dụ những gara có tâm, họ làm, họ biết về nghề thì họ nói ồ cái bạc đạn này thay có bao nhiêu tiền, nó có mấy trăm ngàn à. Nhưng mà có nhiều người, người ta ghẻ giờ, hoặc là người ta bảo ồ cái này liên quan tới máy, liên quan tới động cơ, xử lý là phải rất là nhiều tiền, tùm lum các kiểu hết. Đó, còn đối với mình thì mình làm việc bằng cái tâm anh em. Ngoài vấn đề kiểm tra xe là không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn ra, thì mình khi mà mình bất cứ một cái xe bán ra của bên mình là đều phải kiểm tra hết về vận hành. Đó, lát nữa là bạn Vũ sẽ lấy về lấy máy test để kiểm tra luôn hệ thống điện của xe này nha anh em. Để đảm bảo làm sao mà xe mình bán ra thì anh em sử dụng nó là ok hết. Còn thực ra thì mình nói đây không phải là xe mình là 100%. Hai cái đấy mình nói trước không phải là 100%, có những cái nó về nó hao mòn. Cái vấn đề mà hao mòn hoặc là nó phát sinh trong quá trình sử dụng thì cái đó mình không nói trước được. Nhưng mà ở đây những cái gì mà mình đã phát hiện ha, những cái gì mình đã phát hiện trước mắt, ví dụ như phuộc xì hay là gì đó, điện đài, bóng đèn, bóng đồ, là mình sẽ xử lý trước khi giao xe cho anh em ha. Còn ví dụ như trong quá trình anh em về nó sử dụng thì nó phát sinh, hoặc là ở đây nó không hư, về nhà nó hư, thì cái đó làm sao mà mình nói trước được. Mình không dám mình nói mình hay 100%. Nhưng mà ở đây thì ngoài vấn đề kiểm tra đâm đụng mặt nước ra, bên mình sẽ kiểm tra về vận hành, về hệ thống điện, về tất cả mọi thứ ok hết thì mới tiến hành bàn giao cho anh em. Nhìn Vũ nhìn Vũ rất dài á. Thật ra là bên mình nó giống như một ekip ngày xưa đó anh em. Bạn này là ngày xưa cũng là kỹ thuật viên ở trong Toyota Phú Mỹ Hưng. Anh em mình là giờ là không làm mướn cho ai hết rồi đúng không Vũ? Dạ. Đây, để đang tiến hành nè. Đây là cái máy chẩn đoán nha anh em. Thật ra cái xe Toyota thì nó cũng chả có một cái gì nữa, nó gọi là siêu phàm hết á. Đây quay. Bạn sẽ máy này nó bây giờ nó sẽ, hiện tại thì trên đồng hồ nó sẽ không có báo lỗi gì hết. Nhưng mà bên mình cũng sẽ tiến hành mình đo kiểm và check hết. Tức là hiện tại bây giờ trên màn hình là không có bất cứ một cái lỗi gì hết. Nhưng mà sẽ có những lỗi ngầm đúng không em?
Sẽ có những lỗi ngầm đúng không? Đúng đúng anh. Ừ. Thì bên mình sẽ bây giờ mình sẽ tiến hành mình quét. Quét để coi thử là điện đài, anh em biết rồi, mấy cái phone này thì là nó dù sao nó cũng là phun dầu điện tử, cũng là liên quan tới điện. Hả? Cái này 25 26 em. Đây anh em. Không luôn. Không điện. Không có luôn. Rồi, đây là quy trình check nha anh em. Check quét hết, kiểm tra. Bây giờ là nó chỉ có cái tiếng lạch cạch bất thường thôi. Ở đây cái máy này là nó bị bạc đạn, chắc chắn bị đạn. Nếu mà để khô nó cũng hết, nhưng mà nếu mà ướt lại thì nó sẽ bị tiếp. Đó, nên mình sẽ giải quyết triệt để cho anh em luôn nha. Đó anh em nhìn nè, đâu có tiếng gì đâu. Nhưng mà mình làm nghề thì mình mới biết thôi. Đó. Đây cái máy mới vệ sinh xong nha anh em. Đó. Thấy không? Bây giờ bạn Vũ sẽ tiến hành đo tiếp cái bạc đạn, xem thử là cái bạc đạn nào nó bị mòn để tiến hành thay thế luôn nha anh em. Nói chung là mình thì xuất phát là dân kỹ thuật, cho nên là những cái lời nói mà gọi là hoa mỹ này kia thì mình không nói bằng người ta đâu. Nói chung là nói mà dẻo miệng thì đạt không dẻo được, nhưng mà ở đây mình cái gì mình thấy thì mình sẽ làm cho anh em nha. Đây cái nó thiệt chân thành nha anh em, chứ mình bình thường mình cục mịch lắm, chả biết nói lời hoa mỹ dẻo mồm dẻo miệng đâu, cái đấy nói thiệt giao tiếp kém. Nhưng mà được cái là mình hiểu về xe. Thì bây giờ nếu mà mập quá thì tay chân để mà đi làm mấy cái này thì làm không nổi được, nhưng mà cũng hiểu được và cũng cảm nhận được, cũng chia sẻ và cũng hiểu nguyên lý là nó bị cái gì đó, để có thể nhờ bạn Vũ hoặc là nhờ anh em kỹ thuật xử lý nha anh em. Đó, còn ví dụ như mình bán cho khách hàng thì không phải là kể cả thợ lành nghề cũng vậy, bây giờ anh em nói không thể nào người ta bắt bệnh ngay, nhưng mà ít nhất thì mình cũng hiểu. Ok anh em nha, hôm nay là một cái clip ngẫu nhiên thôi, thì bây giờ mình xử lý tiếp cái xe này nha. Cái này là Forerunner 2016 nha anh em, xe cũng rất là đẹp ha. Nói chung là mọi thứ là ok, bao xài cho anh em luôn. Mình bán là 725 triệu nha. Anh em nào mua được xe này là may mắn đó. Xe chất còn rất là đẹp ha. Đây anh em nhìn kỹ cái máy này, chất là đẹp. Cái này chắc là nó bị cái bạc đạn của cái bu ly nào em hả? Ra quay... Ừ. Bạc đạn hay chắc của mấy cái bu ly này nó cũ thôi, hoặc là dây cô ron. Ừ. Đó, nhưng mà nhìn máy thôi quá đẻ luôn á, mới lắm luôn á. Hai anh em ha, nhìn coi cái này nè ha. Nhìn cái này là biết chất rồi. Đó. 725 triệu cho một chiếc Fortuner máy dầu 2016 nha anh em, biển số xém tứ quý. Xém ngũ quý. 77717 đây, móc cái này nữa thành là 507 luôn nha anh em. Rồi, ok, cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.